Nhật Bãi Hương Bùi kính chào toàn thể quý cô dì chú bác và quý anh chị em trên mọi miền tổ quốc. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà một chiếc bếp ga không lò nướng cả nhà nhé. Một chiếc bếp ga không lò nướng. Những cái dòng bếp thông thường thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Riêng đối với cái dòng này em bảo hành các bác 2 năm luôn ạ. 2 năm luôn cả nhà nhé. Giá em này là 1,8 triệu bao ship ạ. Nhà em sẽ ship toàn quốc từ đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau nên các bác cứ yên tâm. Bao bóp méo, bao vỡ luôn ạ. Nếu mà nhận hàng có vấn đề gì thì các bác cứ quay đầu lại giúp em. Không có sao hết cả nhà nhé. Đây, một chiếc bếp không lò nướng các bác sử dụng mà giống như là bếp mình đang dùng đây ạ. Đây ạ. Một chiếc bếp Rinnai cả nhà nhé. Đây ạ. Lửa rất là xanh, hàng Rinnai thì gọi là đỉnh của đỉnh rồi các bác ạ. Đây ạ. Lửa rất là xanh cả nhà nhé. Đây là mặt mặt này là men các anh chị ạ. Mặt này là mặt men cả nhà nhé. Mặt men thì rất là dễ lau chùi vệ sinh thôi. Cái kiềng này là bằng thép không gỉ cả nhà. Các bác nấu nướng xong lau chùi vệ sinh rất là dễ. Đây là cái bích chắn lửa này cả nhà. Cái bích chắn lửa đây cả nhà nhé. Mình nấu những cái món chiên rán sau đó mình lau chùi vệ sinh cũng rất là dễ thôi. Nhà em có trẻ con nên là hơi ồn ào, các bác thông cảm cho em một xíu nhé. Các bạn đi đang nghỉ, mẹ thì vẫn phải làm việc để kiếm tiền đây các bác ạ. Một em bếp 1,8 triệu, không lò nướng, bảo hành 2 năm, zip code toàn quốc. Đây ạ, các bác nhận hàng rồi mới thanh toán ạ. Đây, zip rất là đẹp ở nhà nhé. Không phải ai cũng có cái nhu cầu là sử dụng cái lò nướng. Thì đối với những tín đồ mà không cần lò nướng thì đây là một chiếc bếp rất là phù hợp cả nhà. Rất là đẹp đây cả nhà. Đây ạ. Đối với những cái dòng bếp ga này thì vẫn có hai cảm biến cả nhà nhé. Hai cảm biến đo nhiệt độ dưới đáy nồi đây ạ. Sẽ chạm đến đáy nồi và đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Trong trường hợp mình kho cá, mình kho thịt cạn nước thì sẽ tự động tắt bếp. Sau tầm 10 giây thì sẽ khóa ga, nên là sử dụng rất là an toàn. Những gia đình mà có người già hoặc trẻ nhỏ đấy thì cái việc sử dụng này là an toàn tuyệt đối cả nhà nhé. Đây ạ, nó sẽ tự động tắt bếp, khóa ga trong 3 trường hợp đó là nước trào tắt bếp, cạn nước tắt bếp, gió thổi tắt bếp. Đấy ạ. Đây, em sẽ cho cả nhà thì xem tổng quan về cái bếp ga này. Rất là đẹp cả nhà. 1,8 triệu. Em bảo hành 2 năm luôn cả nhà nhá. Bác nào thấy bếp đẹp thì cho em xin một nốt like, một nốt đăng ký kênh ạ. Để các bác có thể theo dõi những chiếc bếp đẹp phù hợp với túi tiền của mình nhất nhá. Đây ạ. Cửa hàng em thì tại địa chỉ là Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem hàng. Còn bác nào ở xa thì cứ nhắn tin cho em, gọi điện cho em về cái nhu cầu tài chính và cái mong muốn sử dụng của mình là một chiếc bếp đa chức năng hay là một chiếc bếp đơn giản thôi, thì em sẽ tìm cho các bác một chiếc bếp phù hợp nhất cả nhà nhá. Đây ạ. Thì các dòng bếp bên em thì cũng rất là nhiều. Dòng mà có lò nướng, không lò nướng. Dòng có lò nướng thì là cũng có, gồm hai loại thôi. Loại đơn giản dễ sử dụng, nó chỉ thêm một cái lò nướng ở đây thôi ạ. Còn cái dòng đa chức năng thì nó có thêm chế độ như là nấu cơm, nấu cháo, rồi chọn hẹn giờ. Đấy, nếu như mà các bác có cái nhu cầu sử dụng nhiều chức năng thì các bác gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình các bác nhé. Đây ạ. Rất là đẹp. Việc sử dụng này thì rất là tiết kiệm ga các bác ạ. Một năm các bác có thể tiết kiệm 20-30% ga. Từ việc tiết kiệm ga này thì các bác sẽ tiết kiệm được tiền. Đấy. Một năm mình cháy bao nhiêu cái nồi. Đấy. Từ việc tiết kiệm ga rồi số tiền nồi cháy đấy thì các bác cũng bằng một cái tiền để mua bếp đấy ạ. Cái bếp này các bác dùng 5-7 năm vẫn ok, không sao hết cả nhà nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người. Em xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.